người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Không biết mọi người có để ý không, nhưng trong khoảng thời gian gần đây thì mình chưa làm một cái video nào về skincare routine cả. Và lý do là bởi vì mình đã đổi hết một loạt những sản phẩm mới ở trong cái routine của mình rồi. Thế nên là mình phải có thời gian để mình xem là nó có hiệu quả trên da mình hay không ấy. Tất cả những cái sản phẩm skincare nhá, mọi người nên nhớ là cần phải 3 tuần đến 1 tháng thì mình mới nhìn được là nó có hiệu quả không. Và tất cả những cái ở đây là những cái mà mình được tặng này, rồi những cái mà được mọi người review rất là nhiều ở trên Facebook và nhất là những bạn bán hàng online ấy. Và mình sẽ cho mọi người nghe cái suy nghĩ của mình về những sản phẩm này là gì nhá. Ok, bây giờ bắt đầu với sản phẩm đầu tiên là sản phẩm của Nhật. Cái này là của hãng Rosette. Đây là một cái sản phẩm khá là nổi tiếng của Nhật. Đến năm 2016 hay là 2017 gì đó thì cũng ở trong cái top Cosme là những sản phẩm mà được yêu thích nhất của Nhật. Thì mình đã đổi sang sữa rửa mặt với cả tẩy da chết của hãng này. Sữa rửa mặt này thì bây giờ đã được bán ở Việt Nam với giá là 160.000. Nhưng mọi người lưu ý nhá, cái hãng này này ở Việt Nam có rất là nhiều hàng giả. Nên là mình sẽ để cái link ở dưới description box. Nếu mọi người mua thì chỉ nên mua cái link này thôi, bởi vì bây giờ ở Việt Nam kiểu thật giả chả biết thế nào ấy. Thì đây là một cái sữa rửa mặt mà được chiết xuất từ bùn biển với cả nụ tầm xuân. Thì khi mà mình bóp cái sản phẩm này ra, lần đầu tiên mình sử dụng mình thấy nó như kiểu là một cái mặt nạ đất sét ấy. Nó khá là dày và cái chất của nó rất là đặc. Nhưng mà khi mà mình massage ở trên tay và cho thêm một ít nước thì nó sẽ tạo thành một cái bọt rất là nhẹ, chứ nó không phải là bọt tung lên như là những cái sản phẩm sữa rửa mặt dạng bọt của Nhật đâu, mà nó là bọt rất là nhẹ thôi nhưng mà nó vẫn dày ở trên da nên nó không làm cho da mình bị khô. Trong này thì như mình nói là có chiết xuất từ bùn biển nên nó sẽ làm sạch cái lỗ chân lông của mình, còn cái nụ tầm xuân thì sẽ làm cho da mình không bị khô. Lần đầu tiên mình sử dụng cái này thì mình chỉ có ấn tượng về cái chất rất là đặc của nó thôi. Nhưng mà phải nói là người mà dùng cái sản phẩm này thích nhất chắc là mẹ mình. Bởi vì mẹ mình sau lần đầu tiên sử dụng, mẹ mình đi trong nhà tắm ra ấy, xong mẹ mình kiểu uầy, con ơi sữa rửa mặt mới để dùng thích thế. Đấy, thì cái này là sữa rửa mặt Rosette Cleaning Paste. Ở trong này ghi là cái màu xanh này là Kaide Smooth. Mình nhớ là nó có rất là nhiều màu khác nhau với cả những tác dụng khác nhau. Nhưng mà bởi vì da mình là da dầu với da nhạy cảm ấy, nên là mình sử dụng cái này có bùn biển để nó làm sạch cái lỗ chân lông của mình. Rồi còn lọ còn lại là màu hồng này. Thì đây là một sản phẩm tẩy da chết, cũng là của Rosette. Thì ở trên này mọi người nhìn là có cái chữ Moist ở trên ấy, thì có nghĩa là dưỡng ẩm. Và đây cũng là cái ấn tượng đầu tiên của mình về cái sản phẩm tẩy da chết này. Một tuần mình tẩy da chết 2 lần, nhưng mà cứ mỗi lần mình tẩy xong thì ngay lập tức mình phải skincare ngay, không thì da mình nó sẽ hơi bị khô. Nhưng mà cái này lần đầu tiên mình sử dụng mình khá là bất ngờ, bởi vì lúc đấy mình tẩy da chết xong thì mình phải đi skincare cho mẹ mình ấy. Thế là mình để mặt như thế 20 phút, mình chưa có bôi kem, chưa có xịt toner hay là nước hoa hồng gì hết. Thế là sau 20 phút mình vẫn không cảm thấy là da mình nó căng hay là nó khô gì cả. Nó vẫn rất là mềm và rất là được dưỡng ẩm. Cái này không phải là tẩy da chết vật lý, tức là nó có những cái hạt ấy. Cái này nó không phải như thế. Cái này là tẩy da chết bằng AHA. Khi mọi người bóp cái này ra ấy, thì nó như là một cái sản phẩm sữa rửa mặt ấy. Nhìn nó lỏng lỏng như thế. Nhưng mà khi mà mình massage tay và mình massage lên trên mặt khô nhá, thì nó sẽ hình thành những cái hạt rất là nhỏ, như kiểu là khi mọi người kỳ ghét ở trên da mặt ấy, thì nó sẽ có những cái hạt đó. Tẩy da chết này thì có màu xanh, nếu mình nhớ không nhầm thì là trà xanh thì phải. Còn cái màu hồng này thì là từ tinh chất đậu nành lên men tự nhiên. Và AHA trong sản phẩm này thì là bằng axit trái cây, nên là nó sẽ phù hợp hơn với những bạn nào mà có da nhạy cảm. Tiếp theo sẽ là một hãng mà đã làm mưa làm gió ở trên các shop bán hàng online ở trên Facebook thời gian vừa qua. Và thực sự là lần đầu tiên mà mình nhìn thấy hãng này ấy, thì mình ấn tượng nhất bởi vì cái vỏ chai của nó rất là đẹp. Tất cả những cái packaging của những cái sản phẩm sữa rửa mặt này, rồi essence, rồi serum, rồi kem dưỡng ẩm, rồi tẩy da chết, tất cả mọi thứ nhìn đều rất là đẹp, trông nó giống như kiểu là hãng Glossier ở bên Mỹ ấy. Nhưng mà cái này là một sản phẩm của Hàn. Thì đây là sản phẩm đầu tiên mà mình mua là Huxley Secret of Sahara Essence Grab Water. Cái này thì mình được nghe review từ một chị bạn, và chị nói là dùng cái sản phẩm này nó cấp nước rất là thích và nó làm cho da mình kiểu nó căng xong nó bóng ấy. Thế do mình cũng mua cái này về thử, và đến bây giờ mình đã dùng được khoảng hơn 1 tháng rồi. Tối nào mình cũng dùng cái sản phẩm này, nhưng mà thực sự là nó không đạt được cái kỳ vọng như mình nghĩ. Da mình ấy, bình thường khi mà mình dùng những cái sản phẩm mà cấp nước thì mình sẽ cảm nhận được rất là rõ khi mà da mình căng và nó sẽ ra ít dầu hơn. Tuy nhiên là sản phẩm này, thứ nhất ấy là cái mùi của nó không quá là nồng nặc,
Nhưng mà bản thân mình là da nhạy cảm nên mình không thích dùng những cái gì mà nó có hương liệu. Cái này thì ở trong này người ta nói là có tinh chất của tinh chất dầu của cây xương rồng Sahara, nên là nó sẽ làm có tác dụng cấp nước rất là nhanh. Và khi mà mình dùng ấy, lần đầu tiên mình có hơi sốc khi mà mình thăm đầu tiên ở da tay này, xong rồi mình vỗ lên mặt, chỉ sau khoảng 30 giây thôi mình đã không cảm nhận được cái gì ở trên mặt nữa rồi. Bởi vì nó, mình không biết là tại vì nó khô nhanh hay là tại vì nó thấm nhanh vào da mình mà mình không cảm nhận được gì hết, mình không thấy là nó có một cái sự khác biệt gì trên da của mình cả. Nên là cho đến bây giờ thì mình vẫn đang cố là mình sẽ sử dụng hết một cái lọ này để xem mà nó thực sự có hiệu quả không. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại là 1 tháng rồi thì mình không thấy là nó có hiệu quả gì đặc biệt lắm. Và một sản phẩm nữa cũng là có tác dụng cấp nước đến từ Clinique. Cái này là Dramatically Different Hydrating Jelly. Khi mà mình mới nhận được cái lọ này ấy, thì mình có post lên trên Insta Story. Bởi vì mình nghĩ là cái này nó là một dạng kem dưỡng ẩm, nó giống hình cái packaging của nó y hệt cái lọ mà dưỡng ẩm màu vàng vàng mà rất là nổi mà mọi người hay dùng ở Việt Nam ấy. Nhưng mà cái này nó lại là dạng trong. Và có một bạn nhắn tin cho mình ở trên Insta nói là cái này nó gần giống như là cái Vichy 89. Và mọi người biết mình là một fan trung thành của Vichy 89, mình đã dùng đến lọ thứ tư rồi. Và khi mà mình dùng vừa hết cái Vichy kia thì mình chuyển sang cái Clinique này, và đúng là nó rất là thích mọi người ạ. Cái này nó như cái tên của nó nhá, nó là dạng jelly, tức là khi mình bỏ ra này này, nó chỉ hơi lỏng thôi, nó như kiểu thạch ấy. Và khi mình bôi lên trên da thì nó rất là thích. Nó nói như nào nhỉ? Nó nhiều cấp nước tức thì cho làn da của mình ấy. Và đặc biệt là những bạn nào mà ví dụ vừa đi nắng về chẳng hạn và mọi người cảm thấy là da mình nó quá là rát ấy, thì mình khuyên là nên thử sản phẩm này. Cái này nó rất là thích, thậm chí là thực ra cho đến bây giờ mình cảm nhận được là mình thích cái này hơn cả Vichy 89 nữa. Và đây là một sản phẩm mà mình đã thay thế cho cái Kiehl's. Đây, mình lấy cho mọi người xem. Đây. Thì khi mà mình được dùng đến khoảng nửa lọ rồi thì cái này là Kiehl's Powerful Strength Line Reducing Concentrate. Ở trong này có 12,5% vitamin C. Thì khi mà mình mới dùng sản phẩm này thì mình rất là thích, bởi vì đúng là nó làm cho da mình rất là căng và nó làm cho da mình nhìn kiểu trông kiểu trẻ hóa ra ấy. Nhưng mà đến khoảng 2 tháng sau, khi mà mình bắt đầu sử dụng được một nửa rồi, thì mình nhận thấy là cứ mỗi lần mình dùng xong nhá, buổi tối xong về khi mình ngủ dậy thì mình thấy là ở trên gối của mình là có rất nhiều những cái vệt nó màu vàng vàng ấy ở trên cái gối. Thì hóa ra là cái vitamin C trong này nó bị oxy hóa rất là nhanh. Và khi mà cái vitamin C mà nó đã oxy hóa rồi, tức là nó sẽ không có tác dụng gì ở trên da của mình nữa. Vậy là mình đã dừng sử dụng cái Kiehl's này và mình đã chuyển sang một loại vitamin C khác. Và cái này là của Obagi Medical Professional C-Peptide Complex Serum. Review đầu tiên về sản phẩm của Obagi, đấy là sản phẩm của Obagi rất là đắt. Ví dụ riêng một cái lọ Professional C này thì mình nhìn ở trên mạng thì là 2.100.000, tức là giá của nó hoàn toàn không phải rẻ. Nhưng mà hãng này là một hãng mà rất là nổi tiếng ở bên Mỹ, đặc biệt là với những bạn nào mà bị nám ấy, thì những sản phẩm mà nếu mọi người mua cả một cái dòng trị nám của Obagi luôn thì thường là nó có hiệu quả rất là tốt. Thì lọ này mình mua là để làm thế nào để cho những cái vết thâm mụn ở trên da của mình nó mờ đi nhanh, với cả làm cho da mình nó căng hơn. Ở trong này có cả hyaluronic acid và cái thành phần C ở trong này ấy, nó thấm vào da nhanh gấp 8 lần bình thường và nó không dễ bị oxy hóa. Khi dùng sản phẩm này bây giờ là được khoảng 2 tháng chưa? Chắc là được gần 2 tháng gì đó, thì mình nhận thấy là những cái vết thâm của mình ấy, ngay cả kể sau khi mình đi nặn mụn nhá, đến lúc mà nó lành rồi ấy, thì mình bôi cái này lên nó làm mờ rất là nhanh. Và da của mình nhận thấy là ở trên video ấy, mọi người cũng nói là da mình dạo này nhìn nó cũng căng hơn. Cái này mình dùng buổi sáng trước bữa kem dưỡng với lại kem chống nắng để nó làm cho kem chống nắng phát huy được tác dụng tốt hơn. Sản phẩm cuối cùng mình có ở đây là một loại kem mắt của Innisfree. Cái này là Green Tea Seed Eye and Face Balm. Thì cái này mình chuyên sử dụng vào buổi sáng, bởi vì sao? Nó có một cái con lăn mà bằng kim loại rất là nhỏ ở đây và nó hình tròn ấy, nên là buổi sáng khi mà mình dậy, mình làm các bước skincare xong xuôi, mình lăn cái này lên thì thứ nhất là cảm giác là cái đầu này nó mát này, nên là nó làm cho mình đỡ buồn ngủ. Với thứ hai, nó cũng làm cho mắt mình đỡ sưng hơn nữa. Về tác dụng thì mình thấy là
nói chung là nó cũng làm cho mắt mình nhìn nó đỡ sưng hơn. Nhưng mà về tác dụng mà kiểu ngăn nếp nhăn hay là chống thâm mắt ấy thì mình thấy cũng bình thường. Nhưng mà cái này dùng buổi sáng rất là thích. Vậy là vừa rồi thì mình đã chia sẻ với mọi người những cảm nghĩ của mình về những sản phẩm skincare mà mình mới thay trong thời gian gần đây. Như mọi người đã nhìn thấy là có những cái dù nó rất là đắt tiền, rất là nổi tiếng ở trên mạng, nhưng mà bản thân mình dùng thì cảm thấy là gọi là gì, nó không worth the hype, tức là nó không phù hợp với cả da của mình và nó không tốt đến mức độ như thế. Và ngược lại có những cái giá nó rất là bình dân thôi nhưng mà mình cảm thấy là phù hợp với cả da của mình. Nên mình hy vọng là sau khi xem video này thì mọi người có thể dựa được vào những review mà mình vừa nói để chọn cho mình những sản phẩm tốt nhất. Video ngày hôm nay thì đến đây là hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian xem video này. Đừng quên ấn nút subscribe để có thể xem được những video tiếp theo. Và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những video tới nhá. Bye bye.